Một sản phẩm chưa từng có. Một biểu tượng mới của Yên Phong Bắc Ninh. Nơi hội tụ cư dân quốc tế chốn kinh kỳ. Giới thiệu tổ hợp dự án Cát Tường Smart City. Khởi tạo phong cách sống hiện đại. Một chốn an cư lý tưởng. Một lựa chọn đầu tư đắt giá. Cụm dự án Cát Tường Smart City gồm Thống Nhất Smart City, Cát Tường Smart City, Đại Hưng Phát. Cát Tường Smart City với diện tích gần 30 hectare được công ty cổ phần Cát Tường làm chủ đầu tư, tọa lạc tại giao điểm vàng, huyết mạch mặt đường 42m và 70m thuộc Yên Trung, Thụy Hòa, khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. Cách khu công nghiệp Yên Phong 1 200m. Khu công nghiệp Yên Phong giai đoạn 2 300m. Nhà máy Samsung 300m. Quốc lộ 18 600m. Thị trấn Yên Phong 2km. Trung tâm thành phố Bắc Ninh 8km. Sân bay Nội Bài 19km. Trung tâm thành phố Hà Nội 31km. Và cách khu công nghiệp Tiên Du Từ Sơn Đình Chám khoảng 20km. Khu công nghiệp Yên Phong là nơi tập trung các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và thế giới như Samsung, Foxconn, Orion, Viglasera, tạo nên hàng trăm nghìn việc làm, thu hút khối lượng khổng lồ các chuyên gia nước ngoài, lao động chất lượng cao, công nhân khắp mọi miền tụ hội về làm việc và sinh sống, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ. Cát Tường Smart City được hình thành và xây dựng nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu phát triển tại Yên Phong, hoàn hảo nhất, đồng bộ và bền vững. Sau khi hoàn thiện Cát Tường Smart City, sẽ quy tụ hơn 15.000 cư dân Việt Nam và quốc tế tại 30 tòa chung cư và hơn 300 căn song hầu liền kề trong không gian sống xanh lý tưởng. Chủ đầu tư Cát Tường cùng đối tác nước ngoài đang kiến thiết một trung tâm dịch vụ lý tưởng cho chuyên gia cao cấp và cán bộ quản lý làm việc tại khu công nghiệp Yên Phong. Đây là lần đầu tiên tại Yên Phong xuất hiện khu trung tâm dịch vụ cho người nước ngoài đạt được chuẩn chất lượng. Từ đây hình thành khái niệm mới song hầu và trung tâm thương mại quốc tế, khu công nghiệp. Tại khu đô thị thông minh Cát Tường Smart City, cư dân được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn tất cả trong một: bệnh viện đa khoa, nhà văn hóa, hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại cùng dãy phố shop house cho chuyên gia nước ngoài, văn phòng tiện nghi, thư viện cộng đồng, hệ thống phòng gym, sân thể thao cùng hàng loạt tiện ích vượt trội khác. Tổ hợp Cát Tường Smart City, khu đô thị đầu tiên kiến tạo cuộc sống tiện nghi hoàn hảo hàng đầu Bắc Ninh. Khu đô thị 3D trong 1, tiện nghi, an toàn, tiết kiệm. Khu đô thị tiện nghi, vận hành thông minh, giao thông thông minh, bãi đậu xe thông minh, mua sắm thanh toán thông minh. Khu đô thị an toàn, cảnh báo an ninh, bảo vệ an toàn tối đa cho cư dân. Khu đô thị tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí quản lý, chi phí sinh hoạt. Đầu tư shop house khu công nghiệp sẽ là điểm nóng nhất thị trường bất động sản năm 2020. Ngay khi khách hàng sở hữu nhà shop house, liên kề Cát Tường là sở hữu bất động sản với lãi suất kép, lợi nhuận từ cho thuê khai thác kinh doanh và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, pháp lý minh bạch, sổ đỏ vĩnh viễn. Chủ đầu tư uy tín hàng đầu Bắc Ninh là chủ đầu tư của hàng loạt dự án nhà ở xã hội trọng điểm tại Bắc Ninh. Hạ tầng giao thông cực kỳ thuận tiện, nơi đã được tập đoàn Samsung nghiên cứu và đánh giá rất kỹ trước khi đầu tư nhà máy tại đây. Dãy phố shop house liền kề với diện tích chia lô hợp lý 69m2 đến 80m2 trên một lô, xây dựng 6 tầng có thể khai thác sử dụng tối đa. Tiềm năng tăng giá ngay trong năm 2020 khi khởi công tuyến đường 70m nối thành phố Bắc Ninh và Yên Phong, khởi công khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, đón đầu làn sóng lên thành phố trực thuộc trung ương của Bắc Ninh. Hãy là chủ đầu tư sáng suốt, đi đầu xu hướng đầu tư mới ngay bây giờ. Cát Tường Smart City, kiến tạo cuộc sống mới, biểu tượng mới của Yên Phong.